Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp thu giải trình ý kiến về dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Thôn Thị Trung, xã Đình Tù, huyện Văn Lâm đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Những tấm gương học tập và làm theo Bác Hồ tại huyện Văn Lâm. Người dân thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ thiếu nước sinh hoạt giữa mùa hè. Và các bạn, hôm nay ngày 10 tháng 6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã giải trình tiếp thu ý kiến của các đại biểu tổ 12 về một số nội dung xung quanh dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi gồm 7 chương 46 điều, trong đó sửa đổi 39 trên 39 điều, bổ sung mới 7 điều so với luật căn cước công dân năm 2014. Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, việc xây dựng dự án luật căn cước là cần thiết để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thi hành luật căn cước công dân năm 2014 và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay, tạo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở Việt Nam. Để cụ thể hóa các chính sách trong dự thảo luật được đầy đủ, chặt chẽ, đảm bảo tính bao quát và phù hợp với phạm vi điều chỉnh, Chính phủ đã chỉnh lý tên gọi của dự án luật từ luật căn cước công dân sửa đổi thành luật căn cước. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng giải trình một số ý kiến góp ý của các đại biểu. Chúng tôi sẽ phấn đấu đến trước ngày 30 tháng 7 thì mọi người dân theo đúng cái quy định tuổi đều có phải có cái thẻ căn cước này. Với cái mục tiêu chúng tôi là dữ liệu được đúng đủ sạch sống. Chúng tôi cũng muốn đưa là không ai có quyền được giữ lại cái thẻ này của người dân. Vào khách sạn thì giữ cái thẻ căn cước của tôi trong lúc tôi vắng mặt ở đây đó, sử dụng rút tiền của tôi làm nào. Đấy, và không ai có quyền được giữ lại trừ khi mà vi phạm pháp luật. Sáng nay, xã Đình Tù, huyện Văn Lâm tổ chức lễ công bố quyết định công nhận thôn Thị Trung đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thôn Thị Trung hiện có 100% các tuyến đường giao thông được bê tông hóa, có hệ thống điện chiếu sáng, các hộ dân được dùng nước hợp vệ sinh, được làng ngõ xóm xanh sạch đẹp, rác thải được thu gom xử lý theo quy định. Nhân dân trong thôn thực hiện tốt các quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thôn nhiều năm liền giữ vững danh hiệu làng văn hóa, tập trung các nguồn lực cho công tác giáo dục, khuyến học trẻ em. Cùng với đó, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là gần 72 triệu đồng một người trên năm. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Với những kết quả đạt được, thôn Thị Trung đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm ký quyết định công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đây là thôn thứ 13 của huyện Văn Lâm đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trải qua các giai đoạn triển khai đề án xây dựng xã hội học tập, đến nay giáo dục nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể như hình thành hệ thống giáo dục quốc dân thống nhất từ giáo dục mầm non đến đào tạo sau đại học.
việc mở rộng mạng lưới quy mô giáo dục khắp các vùng miền của đất nước, sự đa dạng hóa các loại hình trường lớp và phương thức cung ứng kết nối giữa các trình độ đào tạo được cải thiện, công bằng xã hội trong giáo dục có nhiều tiến bộ. Phong trào khuyến học khuyến tài đang diễn ra ở hầu khắp các địa phương. Môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành, gắn với cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập đang được nhiều địa phương quan tâm chỉ đạo. Tại Hưng Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Toàn tỉnh hiện có gần 270.000 gia đình học tập, trên 1.300 dòng họ học tập, 745 cộng đồng học tập. Tuần lễ học tập suốt đời được tổ chức rộng rãi từ tỉnh đến địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh đây là phong trào thi đua rộng lớn, tạo động lực để phát triển mọi lĩnh vực của đất nước. Đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương, cơ sở giáo dục, các dòng họ, gia đình tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Các nội dung thi đua phải cụ thể rõ ràng, phù hợp với thực tế của từng gia đình dòng họ địa phương. Qua đó, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trở thành nền nếp, phát huy được sáng kiến sáng tạo của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và huy động tập trung được nguồn lực của nhà nước địa phương cũng như toàn xã hội tham gia hưởng ứng. Kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công tháng 5 năm 2023 cho thấy tổng số điểm của tỉnh Hưng Yên đạt 63,17 điểm, xếp thứ 10 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch đạt 8,7 trên 18 điểm, chỉ số tiến độ giải quyết đạt 18,8 trên 20 điểm, dịch vụ công trực tuyến đạt 8 trên 12 điểm, đạt tỷ lệ 90,5%. Thanh toán trực tuyến đạt 3,5 trên 10 điểm, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 16,03%, đứng thứ 26 trên 63 tỉnh thành. Chỉ số về số hóa hồ sơ đạt 12,2 trên 22 điểm. Có 10 đơn vị sở ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%. Hai đơn vị có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thấp dưới 50% là Sở Giao thông Vận tải 39,4%. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 40,4%. Với kết quả này, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao điểm số cũng như tỷ lệ các nhóm chỉ số đang ở mức thấp, duy trì và phát huy các chỉ số đang ở mức tốt. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại huyện Văn Lâm, việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ tiếp tục được tăng cường và xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, việc làm cụ thể góp phần quan trọng vào thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của huyện. Cách đây 7 tháng, lợi dụng đêm tối mưa to, gia đình ông Hùng cùng một hộ khác ở thôn Hùng Trì, xã Lạc Đạo bị kẻ gian che camera lấy đi 4 xe máy trị giá trên 200 triệu đồng. Với lợi thế nghiệp vụ về tin học, Trung úy Vũ Văn Nhất, Công an xã Lạc Đạo tập trung rà soát camera khu vực gần hiện trường và địa bàn giáp danh tỉnh Bắc Ninh. Chưa đầy 12 giờ sau, từ việc xác định được hướng tuyến và hình ảnh xác thực, lực lượng công an làm rõ 3 đối tượng ở Hà Nội và Nam Định gây ra vụ trộm cắp trên đang đem sang Bắc Ninh tiêu thụ. Ngay buổi chiều ngày hôm sau, để đã nhận được, tìm được thấy hai chiếc xe của gia đình nhà tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn, nhất là đồng chí Nhất, nhiệt tình giúp đỡ cũng vì nhân dân mà phục vụ. Giỏi tin học cũng giúp Trung úy Nhất và Ban Công an xã Lạc Đạo rất nhiều trong thực hiện đề án 06. Anh có sự quản lý sắp xếp phân loại một cách khoa học hợp lý và có thể trích xuất dữ liệu dễ dàng trên 9.000 tài khoản định danh cá nhân của xã Lạc Đạo, địa phương có số lượng thực hiện lớn nhất huyện Văn Lâm. Với những thành tích ấy, đầu năm nay, Trung úy Nhất là một trong 75 thanh niên công an xã tiêu biểu của cả nước được Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng. Tôi luôn khắc ghi 6 lời Bác dạy, thực hiện trong cái công việc cũng như là đời sống. Bản thân mình càng ngày càng hoàn thiện, thực hiện theo lời dạy của Bác, cần kiệm liêm chính. Về bên công việc phải tận tụy làm sao hết mình phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Xã Đình Dù là một trong 5 địa phương ở huyện Văn Lâm phải giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này. Chị Nguyễn Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đình Dù xác định phải đi đầu vận động từ chính hội viên của mình. Gia đình chúng tôi có
khoảng độ gần 700 mét vuông là được vào trong cái dự án chị Thu Đông đã sang, cũng đã tuyên truyền thì gia đình chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí. Vừa rồi là chúng tôi cũng đã có ký cái biên bản kiểm đếm rồi, thì tới đây là đến cái bước nhận tiền đền bù thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng. Không những thế, chị Đông cũng tích cực vận động hướng dẫn chị em thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, góp phần đưa xã Đình Dù sớm về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Thì đồng chí Đông cũng là một cán bộ rất là năng động, cùng vận động chị em hội viên của hai thôn Xuân Đôi và Thị Trung cũng tích cực trong cái tuyên truyền gia đình. Và đến nay thì đối với xã Đình Dù thì cũng đã cơ bản hoàn thành cái việc kiểm đếm cái tài sản trên đất. Thì đồng chí Đông cũng tuyên truyền vận động hội viên chị em đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Mới đây, huyện ủy Văn Lâm vừa tuyên dương 18 tập thể và 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những bông hoa đẹp đang góp phần xây dựng huyện Văn Lâm sớm trở thành đô thị hiện đại, năng động, phát triển. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành của tỉnh và công ty điện lực Hưng Yên về việc triển khai điện mặt trời áp mái trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đối với 30 doanh nghiệp tổ chức đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái có công suất trên 100 kWh, hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện về quy chuẩn an toàn điện, xây dựng, phòng chống cháy nổ và môi trường. Công ty Điện lực Hưng Yên có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ và ký kết hợp đồng mua bán điện trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Với các tổ chức cá nhân có hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất dưới 100 kWh thì ngoài việc tuân thủ các điều kiện về an toàn điện, đảm bảo kết cấu theo quy chuẩn xây dựng và quy chuẩn môi trường, chủ công trình điện tự chịu trách nhiệm khi sử dụng nguồn điện này. Sở Công Thương chỉ đạo hướng dẫn các bên mua bán điện thực hiện nghiêm túc các điều kiện theo luật định, các sở ban ngành liên quan và ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện chức năng nhiệm vụ theo luật định. Ủy ban Nhân dân tỉnh khuyến khích các chủ thể đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời để tự sản xuất điện tiêu thụ và không hòa lên lưới nhằm tăng nguồn điện và đảm bảo an toàn. Những ngày qua, thời tiết nắng nóng, có thời điểm nhiệt độ ban ngày lên tới 39-40 độ C, cộng thêm mất điện luân phiên, nên nhu cầu mua các thiết bị quản tích điện, máy phát điện của người dân tăng cao. Ghi nhận tại các siêu thị điện máy hay các cửa hàng kinh doanh ở thành phố Hưng Yên, các thiết bị như quạt tích điện, máy phát điện trong một tuần gần đây, doanh số sản phẩm bán ra tăng cao gấp đôi so với tháng trước. Mẫu mã, chủng loại, giá cả mặt hàng này cũng phong phú đa dạng. Theo đó, các loại quạt tích điện có giá dao động từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng một chiếc tùy vào kích cỡ, công suất và tính năng. Đặc biệt, nếu như trước đây, khách hàng mua máy phát điện chủ yếu là các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, thì nay nhiều hộ gia đình lựa chọn sản phẩm này. Người tiêu dùng chọn các loại máy phát điện có công suất 3 kW, 5 kW, giá dao động từ 7,5 triệu đồng đến 15 triệu đồng tùy từng dòng sản phẩm. Lượng khách hàng đến thường xuyên rất là nhiều và nhiều lúc còn cháy hàng, không có hàng để bán cho khách hàng. Có thời điểm một ngày phải đến hơn 100 người hỏi mà cũng không có hàng để bán. Nhu cầu tìm mua các thiết bị tích điện, phát điện trong những ngày nắng nóng là điều dễ hiểu. Nhưng để đảm bảo an toàn sử dụng cho chính mình và người thân, nhất là trong những ngày cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu. Mỗi người tiêu dùng nên chọn mua tại các cửa hàng siêu thị uy tín. Mặc dù là địa phương đang đô thị hóa nhanh, quỹ đất bị thu hẹp để dành cho các dự án đô thị và công nghiệp, song chính quyền phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào quyết tâm tìm giữ và đầu tư kinh phí cải tạo ao hồ làm ao bơi sân chơi, đồng thời tạo không gian sống trong lành ở khu dân cư. Đây là điểm vui chơi tại nhà văn hóa dành cho trẻ em ở tổ dân phố Yên Xá, phường Phan Đình Phùng, vừa mới được đưa vào sử dụng trong dịp hè này. Sân chơi có đa dạng dụng cụ vui chơi thể thao đa năng, phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu nhi. Đoàn thanh niên phường Phan Đình Phùng vận động nguồn xã hội hóa từ nhân dân và doanh nghiệp để mua sắm, trang bị các dụng cụ vui chơi này nhằm khắc phục tình trạng thiếu địa điểm vui chơi tập trung cho trẻ em trong phường. Đoàn phường phân công đoàn viên luân phiên trông nom và hướng dẫn trẻ em vui chơi. Giao trực tiếp nhiệm vụ cho các đồng chí ban chấp hành chi đoàn tổ dân phố Yên Xá sẽ thường xuyên tích cực cũng như là quan tâm ra hỗ trợ cũng như là hướng dẫn các cháu là tổ chức là chơi đảm bảo an toàn vui vẻ. Nếu như trước đây
người dân ở tổ dân phố Yên Xá phải đưa con em mình lên trung tâm thị xã để vui chơi, thì nay có thể cho trẻ chơi ngay tại khu dân cư của mình. Chiều nào cũng vậy, bà Lưu lại đưa cháu ra đây vui chơi, tập thể dục, hòa mình vào không gian tập thể. Hàng ngày các cháu đi học về ra đây chơi là rất là sướng, vui vẻ, thoải mái, mà ở đây rất thoáng mát, các cháu ra chơi đông. Ngày xưa không có trò chơi, cháu không biết chơi ở đâu, nhưng bây giờ có trò chơi thì cháu rất thích. Một số người dân trong tổ dân phố Yên Xá tự nguyện dọn dẹp hàng ngày tại điểm vui chơi để các cháu vui chơi sạch sẽ, cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nơi công cộng. Cứ một hai hôm chúng tôi lại ra dọn dẹp, mà quét dọn sân sướng để cho các cháu ra chơi cho nó sạch sẽ. Các cháu rất là hào hứng và rất là phấn khởi, kể cả bố mẹ đến các ông bà cũng rất là thích để cho các cháu ra chơi vừa mát mẻ mà vừa coi như là được giải trí. Kế hoạch trong thời gian tới, đoàn thanh niên phường Phan Đình Phùng sẽ tiếp tục vận động nguồn xã hội hóa để xây dựng thêm các điểm vui chơi cho trẻ em trên địa bàn phường. Hiện nay các địa phương đã tích cực giải tỏa các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi. Tuy vậy, toàn tỉnh vẫn còn trên 3.200 trường hợp vi phạm. Các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi như làm nhà công trình phụ, làm lều quán lán trại, trồng cây, trong đó giai đoạn trước năm 2014 gần 2.900 vi phạm. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương đã xử lý giải tỏa vi phạm được 2.055 trường hợp. Huyện Khoái Châu là địa phương tồn tại nhiều vi phạm các công trình thủy lợi với 891 trường hợp, trong đó có trên 600 vi phạm làm nhà công trình phụ. Khi mà có những cái vi phạm thì khi xây dựng là chúng tôi đều có phối hợp cùng với địa phương lập biên bản, xác định những cái vi phạm và yêu cầu giải tỏa. Nhưng có một cái khó khăn nhất là đây là những cái vi phạm mà địa phương đã bán đất hoặc giao đất có thu cho các hộ gia đình. Nên là khi xây dựng, cái việc xử lý là rất là khó khăn. Nguyên nhân là do công tác quản lý đất đai, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi bị buông lỏng, các địa phương thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức kiểm tra, ngăn chặn xử lý vi phạm, dẫn đến vi phạm mang tính phổ biến. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm mới phát sinh, nhất là các trường hợp tái vi phạm sau khi đã tổ chức giải tỏa. Nước sinh hoạt là điều kiện không thể thiếu trong các gia đình. Vậy mà ở thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, đã gần 2 tháng nay người dân không có nước sạch để dùng. Chiếc giếng khoan này đã được gia đình ông Ngân bỏ từ lâu để sử dụng nước sạch do nhà máy nước Trung Hưng cấp. Tuy nhiên, hơn một tháng nay, ông Ngân đã phải sửa lại để lấy nước dùng. Điều đáng nói là ngay cả chiếc giếng khoan này cũng không đủ cung cấp nước do mạch nước sâu, chỉ bơm được một lúc là hết nước. Quá là vất vả. Nhà ai như này thì ai có đâu nước mà xin được, vô cùng là khó khăn đấy. Không riêng gì gia đình ông Ngân mà tất cả các hộ dân trong thôn đều lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Nhiều hộ lại không có giếng khoan, đã phải đi xin gạn từng xô nước nhỏ về dùng. Hàng ngày là không có nước sinh hoạt để dùng. Con nhà em là con bé, xách nước vo gạo là phải xách từng xô một. Nó thiếu nước sạch đến mức độ như thế cơ mà. Thế bà con lại phải dùng lại những cái giếng cũ, bơm lên thì nó vàng rồi là nó đóng cặn rất là nhiều. Thế mà mùi thì nó lại tanh. Biết là cái nước giếng khoan là không đảm bảo, nhưng mà vì là bây giờ không có nước sạch thì bắt buộc phải dùng. Công ty nước thì có hôm thì coi như cũng nhắn lên các cái nhóm về sử dụng nước thì bảo tối nay là Thụy Lân là có nước, nhưng mà cuối cùng nó mở hết khóa ra để hứng nước nhưng không có. Ngay sau khi nhà máy nước Trung Hưng có chủ trương cấp nước sạch về xã Thanh Long vào năm 2020, trên 500 hộ dân thôn Thụy Lân đã thực hiện việc mua đồng hồ đấu nối nước của nhà máy để sử dụng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, việc cung cấp nước không thường xuyên, ngày có, ngày không và hơn một tháng trở lại đây là mất nước hẳn. Giữa cái nắng như đổ lửa, người dân nơi đây vừa phải đối mặt với việc cắt điện luân phiên, vừa phải chống chọi với cơn khát nước sạch kéo dài nhiều ngày qua, khiến nhân dân hết sức bất bình. Thời gian mất nước quá dài rồi, nhân dân bức xúc rất là nhiều. Chúng tôi đã ý kiến ở hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo với Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Thanh Long. Qua tìm hiểu, nhà máy nước Trung Hưng hiện cung cấp nước cho hai xã Thanh Long và Trung Hưng do Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh quản lý. Giải thích cho việc mất nước, đơn vị cho biết do thôn Thụy Lân nằm ở cuối tuyến của đường ống nước sạch, địa hình cao, cùng với đó là việc sử dụng nước vượt quá công suất.
Việc chậm khắc phục sự cố của nhà máy nước Trung Hưng đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân. Vì vậy, đề nghị đơn vị và ngành chức năng sớm vào cuộc khắc phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các chương trình sau.